Em xin phép được đính chính, đó chính là đây không phải là hành động đốt tấm hình. Bởi vì em chắc chắn là em hay là bất cứ ai trong ekip cũng không đồng ý với việc là đốt tấm hình đó. Bởi vì điều đó là thiếu tôn trọng. Và điều đó cũng không thể hiện được một cái ý nghĩa gì cho MV này. Mà và từ cảnh giới giữa việc là đốt tấm hình đó và tấm hình đó tự bùng cháy lên, nó mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Và khi mà mình đánh đồng điều đó thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến những điều mà em sắp lý giải sau đây. Khi mà nhìn vào cái khung hình đó thì mọi người sẽ thấy đầu tiên đó chính là hình ảnh ngọn lửa. Cá nhân em là người trực tiếp đi tìm hiểu và cũng như là xác minh. Anh Khôi ở đây chắc chắn là cũng biết là theo văn hóa của Trung Hoa, văn hóa của Việt Nam nói riêng và cũng như là các nước mang văn hóa Á Đông nói chung thì ngọn lửa tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Tiếp theo là tấm hình cái nắm tay thế kỷ là để tượng trưng cho những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Và tiếp theo mọi người sẽ nhìn thấy đó chính là tàng cho. Tàng cho ở trong khung hình này là để thể hiện cho sự chia cắt giữa hai nhân vật. Đó là một cái điều sự thật mà không phải ai cũng, nghĩa là ai cũng cảm thấy điều đó là một điều rất là tiếc nuối. Khi mà ngọn lửa bên cửu bị vụt tắt, khi mà cái khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời dần như là phải xếp và cắt vào trong quá khứ trở thành một kỷ niệm, thì thứ còn lại là tàn cho. Mọi người sẽ nghĩ rằng đó là cái dấu chấm hết, nhưng thật ra là không phải. Vẫn còn một điều vẫn còn tồn tại, đó chính là tình yêu. Và thậm chí cái tình yêu đó còn có một sức sống mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Bằng chứng tình yêu là sợi dây vô hình kết nối tình cảm giữa hai nhân vật cho tới thời điểm hiện tại. Bây giờ mọi người chỉ cần cầm điện thoại của mình lên hay bất kỳ một phương tiện điện tử nào, mọi người chỉ cần lên và search keyword về tên của hai nhân vật là mọi người có thể thấy được tình yêu nó mạnh mẽ như thế nào. Mà đó chính là điều mà em không thể nói dối hay em không thể nào nhân hóa về điều đó. Và đó cũng chính là điều mà em và ekip của mình muốn truyền tải thông qua vài TikTok trong khung hình đó và cũng như là toàn MV, đó chính là sức mạnh của tình yêu là bất diệt. Một cái hôn tay sức mạnh của tình yêu cho Bốc Vinh và những tác phẩm của ông để lại, bởi vì những tác phẩm đó đều mang giá trị về nghệ thuật rất là lớn, và cũng như là câu chuyện tình của ông và ngài được gặp Đức đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều, đặc biệt là tấm hình cái nắm tay thế kỷ. Đó là một điều mà đã in sâu vào trong tiềm thức của em đã ấp ủ từ rất lâu rồi, là sẽ có một ngày em sẽ thực hiện một dự án âm nhạc nào đó được truyền cảm hứng bởi cái nắm tay thế kỷ vậy. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, khi mà em nhận được bài hát Ngược Chiều Yêu với những ca từ sâu sắc, với giai điệu đi vào lòng người, chạm vào trái tim, thì đến giờ em mới có cơ hội để thực hiện điều đó. Để thực hiện được một MV dài hơn 5 phút với 2 ngày quay, thì em cũng như là ekip của mình và kể cả những các quý đối tác luôn đã phải mất tới gần nửa năm để có thể thứ nhất là thực hiện, thứ hai là chuẩn bị, thứ ba là tìm hiểu, nghiên cứu, xác minh thông tin, tất cả mọi thứ sao cho để mọi thứ thật là hợp lý, hợp pháp và tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Em nghĩ rằng là ngày mai khi mà mọi người được đón xem MV Ngược Chiều Yêu thì mọi người sẽ thấy đây là một MV rất là tình cảm và nhẹ nhàng. Đặc biệt là ekip và em muốn truyền tải tới một thông điệp rất là tích cực và cũng như là ý nghĩa, đó chính là sức mạnh của tình yêu là bất diệt.